Em ơi, phòng 40 mét vuông thì lắp máy điều hòa nào? Công suất bao nhiêu là phù hợp với em? Đấy là một cái tin nhắn mà tôi nhận được của khách hàng sau khi tôi lên một cái clip ngày hôm qua là tôi gi giới thiệu về một cái máy 14.000 cho phòng dưới 20 m và trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu điều hòa tương tự nhưng mà là dùng cho phòng rộng diện tích khoảng 40 mét vuông và mẫu điều hòa ngày hôm nay cũng là một mẫu điều hòa đến từ thương hiệu Daikin một mẫu điều hòa cao cấp nhất của Daikin và vì nó là một mẫu cao cấp nhất của Daikin nên nó sẽ được tích hợp rất nhiều những công nghệ hay. Và cái điều quan trọng thì những mẫu điều hòa full chức năng như này á nó sẽ chạy rất là khỏe, đảm bảo công suất cho những cái diện tích phòng rộng như là khoảng 40 m2 trở lại. Nếu như các bạn mà có một phòng diện tích nhỏ hơn, ví dụ như 30 m2 thì chúng ta vẫn có thể lắp những mẫu điều hòa như này. Chạy thì càng sướng. Không sợ vấn đề là lạnh quá như cái điều hòa ở Việt Nam đâu. Tôi thấy là nhiều khách hàng ở Việt Nam sợ là lắp công suất lớn thì nó lạnh quá nó tốn điện thế nhưng quan điểm này nó hoàn toàn sai các bạn ạ với điều hòa của nhật thì nó không phải như thế tại vì điều hòa của nhật là chạy biến tần khi mà phòng đủ lạnh thì nó sẽ tự chạy về chế độ duy trì và không khí lạnh của nó thì nhẹ dịu dễ chịu chứ không lạnh buốt như điều hòa ở việt nam nên chúng ta không sợ cái vấn đề là nó chạy nó lạnh quá hay là chạy nó tốn điện đâu các bạn ạ công suất càng lớn thì chạy nó càng tiết kiệm điện rồi. và nó lạnh thì càng sướng càng nhanh lạnh rồi. đó đây chỗ này các bạn nhìn là cái nhựa nó đang bị lệch một chút là do quá trình vận chuyển vì hàng mới về mà tôi làm clip tôi quay cho các bạn xem luôn Này rất là đẹp đúng không ạ tất nhiên là nó phải là nguyên bản rồi tại vì hàng này thì chúng ta sẽ là mua là hàng đấu giá chứ không phải là hàng bãi về chúng ta không phải sửa chữa các bạn ạ nó sẽ được tích hợp rất nhiều công nghệ hay như clip tôi đã chia sẻ đấy ví dụ như là công nghệ tự làm sạch lưới cảm biến thân nhiệt người đó tự làm sạch lưới các bạn này lọc không khí mà công nghệ streamer cái mẫu này thì nó cảm biến người bằng mắt cam ở đây các bạn nhìn này nó khác mẫu trước các bạn nhé đấy trước là nó làm camera to ở đây khi chạy nó sẽ lồi ra còn đây là nó định vị luôn ở đây một cái mắt cam ở đây để cảm biến thân nhiệt người trong phòng để nó giúp mà điều tốc và điều hướng gió khi mà chúng ta không ở trong phòng nữa thì nó sẽ tự chạy với chế độ eco để tiết kiệm điện hơn ngoài ra thì gồm rất nhiều những tính năng hay mà tôi thấy là hay nhất ở cái điều hòa là thứ nhất là tính năng là kiểm soát độ ẩm tự động là hay nhất để cho cái phòng chúng ta nó không bị khô khi chúng ta chạy chiều nóng cũng như là chiều lạnh. Thứ hai là một cái tính năng hay nữa đấy chính là tính năng lọc không khí, xử lý không khí này cũng rất là hay này. Trong khi chúng ta sử dụng nó rất cần nó đấy. Tại vì các bạn thấy ấy, những người mà không đi được xe ô tô mà say xe ấy mà làm trong phòng điều hòa cũng cảm thấy là nó có mùi mùi điều hòa, đúng không ạ? Thì ở những cái điều hòa của Nhật như này, chúng ta sẽ không bao giờ thấy những cái gọi là mùi điều hòa như vậy đâu đấy như mẹ tôi là rất là say xe, xe, luôn không bao giờ bà làm được phòng điều hòa bao năm Thế từ khi mà tôi bán cái điều hòa nhật này đấy, tôi lắp thì đến bây giờ làm ngon lành thiếu điều hòa nhật này không ngủ được vì nó nóng ngày xưa cứ làm quà thôi nên là các bạn yên tâm là nó sẽ cho chúng ta một cái giá trị rất là cao một chất lượng không khí cực kỳ là tốt luôn đấy nó rất là nhiều những tính năng hay ở cái mẫu phun chức năng thế nhưng mà chung quy lại thì nó sẽ cho chúng ta một chất lượng không khí tốt một không khí lạnh dễ chịu đúng không ạ và nếu chúng ta lắp cho một cái diện tích phòng rộng thì có một cái quan trọng chúng ta cần phải tính đến, đấy chính là công suất nó phải khỏe để làm lạnh nhanh. Nhiều khi ở phòng khách thì chúng ta bật co lúc thôi mà chưa đủ lạnh thì chúng ta đã xong việc rồi. Như vậy nó sẽ không đảm bảo được cái gi giá trị sử dụng. Thế nên chúng ta cần một cái máy nó phải chạy khỏe các bạn nhé. Thì những cái mẫu như thế này ấy, là những cái mẫu mà rất phù hợp để chúng ta lắp cho phòng rộng phòng khách khoảng 35 đến 40 m thì chúng ta lắp đấy, 30 30 m chạy thì càng sướng. Nhưng tối đa là 40 m các bạn nhé. À, và mẫu điều hòa này thì đây đang có giá là 25 triệu giá niêm yết luôn thì các bạn hoàn toàn yên tâm và giá nó rất là tốt vì một mẫu điều hòa đầu 71 tương đương với lại máy 24.000 này hay còn gọi là 2,5 HP đấy thì nếu chúng ta mua một cái mẫu điều hòa mới thì nó khoảng 50 triệu thậm chí hơn 50 triệu 50 triệu đấy là giá cũng tương đối tốt còn không thì chúng ta phải mua với giá là hơn 50 triệu thì chúng ta mua một con hàng lướt thì giá của nó 25 triệu tôi thấy là hợp lý các bạn rẻ được đi hơn một lửa tiền nếu kinh tế chúng ta không cho phép chúng ta có thể mua những cái mẫu hàng lướt như thế này đấy hiện tại là hàng đang có sẵn tại kho Nhật Bùi Huy, các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp hoặc gọi điện cho tôi để tư vấn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Bùi Huy Kho Nhật, bấm vào biểu tượng hình cái chuông để nhận được thông báo khi tôi lên clip mới các bạn nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.